Hey Brian, chào các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Lanta. Trong video mới nhất ngày hôm nay thì Brian sẽ đi cho những cái găng tay mà Brian đã nhận được từ những cái quyên góp thì những cô chú anh chị ở cái khu vực Atlanta của tiểu bang Georgia. Thì ở phía trước mặt này các bạn thấy là những cái thùng là những cái thùng găng tay. Thì khẩu trang bây giờ cũng còn rất là hiếm các bạn, nói chung là rất là khó kiếm khẩu trang tại Mỹ. Thì cho nên là đa số những anh chị và cô chú thì quyên góp găng tay. Thì nếu mà các bạn đã xem cái video trước mà Brian và Mario nhận những cái quyên góp từ những cái anh chị để mà đi đo cho các bệnh viện thì các bạn sẽ biết cái việc làm này ha. Còn ngày hôm nay sẽ là một cái chuyến hàng thứ hai mà Brian sẽ vận chuyển để đi cho các bệnh viện. Thì ngày hôm nay thì chuyến hàng đầu tiên thì Brian sẽ vận chuyển. Cái chuyến hàng này là gồm rất là nhiều, khoảng mười mấy thùng găng tay để mà cho bệnh viện Northeast của thành phố Gainesville ha. Thì trước khi mà Brian vận chuyển những cái thùng hàng này đi đến bệnh viện đó thì mời các bạn cùng xem những cái đoạn video clip ngắn mà Brian đã đi nhận những cái quyên góp từ các anh chị ở tại tiểu bang Georgia nha. Ok, Brian đang ở có mặt nhà của anh Dũng. Anh Dũng với chị Nhung thì muốn donate mấy cái găng tay đi cho bệnh viện á. Thì ngày hôm nay là Brian tới để mà pick up. Anh Dũng muốn nói gì không? Chút xíu không? Hôm nay mình tính chở đi bệnh viện cho. Nhưng mà hôm nay có Ryan tới thì sẵn mình nói luôn. Cái này là mình có 5 thùng. Hôm trước mình cho hai bệnh viện kia 20 thùng. Còn mình cho thêm 10 thùng nữa. Với lại của bạn là Cang Tina. Cang Võ. Đây cho bệnh viện 5 thùng. Thì không có gì nhiều thì có. Của ít lòng nhiều. Cái này là một hộp hai hộp thì cũng được nữa. Mình có nhiều thì mình ủng hộ nhiều thôi. Tính mua dự trữ để xài nhưng mà thấy bây giờ thời buổi giờ người ta cần đúng hơn rồi mình là chính xài. Xác. Tại vì bây giờ bệnh viện là không còn luôn. Bây giờ mấy y tá em đó nghe nói khóc luôn, tại mỗi ngày đeo có một cái thôi. Cho nên là rất là cần. Nhưng mà mình không có khẩu trang. Khẩu trang em cũng lấy rất là ít luôn, nhưng mà cũng có một số người thôi, nhưng mà ít lắm. Cái loại này là đúng cho bệnh viện á, loại này là non latex á, loại cho medical á. Rồi em cảm ơn Dũng nhiều. Cảm ơn anh đã đến đây pick up. Tại vì anh đi anh mất công. Ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem mấy cái đồ ra xe xong mình chở về thì những cái video sau mình sẽ cho các bạn thấy là mình sẽ đem đến bệnh viện như thế nào ha. Ok rồi, em cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn. Ok các bạn, thì ngày hôm nay thì Brian lấy một số những cái găng tay của anh Sơn đang đầu nay. Anh Sơn có mấy thùng ạ? Hai thùng. Anh vận động chưa được nhưng mà có cái con kia gọi cho nó thì không bạn á, nó là nó đang may khẩu trang mà nó may được. Vậy anh. Vậy nếu mà được thì cũng đã mất công mình. Tại vì bây giờ mấy cái bệnh viện nó không còn á nên bây giờ cảm ơn anh Sơn nhiều. Nói chung là ok các bạn, thì có anh Sơn cũng như là đóng góp cái lòng hảo tâm thì cũng rất là giúp ích một phần nào đó cho cộng đồng hiện tại. Nói chung là một phần nhỏ thôi, mỗi người tích tiểu thành đại, mỗi người một chút xíu thôi thì hy vọng là nó sẽ giúp ích được nhiều. Ok, em cảm ơn anh Sơn nhiều nha. Ok các bạn, thì hiện tại Brian đang có mặt ở nhà cô này tên là cô Biển. Cô này cũng quyên góp một số cái găng tay dành cho những cái bệnh viện hiện tại đang rất là cần thiết. Thì cô Biển sẽ nói một chút xíu. Cô Biển có nói. Muốn gửi tặng lâu cho bệnh viện để các y bác sĩ làm trong mùa dịch này. Nói chung là tại vì ở đây là con nhận tất cả, nói chung là ai có cái gì là con sẽ nhận hết. Thì con mong là những cái phần quà này sẽ giúp bệnh viện một phần nào để mà họ chống chọi với cái đại dịch này. Cảm ơn cô Biển rất. Cảm ơn cô Biển rất là nhiều. Bây giờ con sẽ đem mấy cái thùng này ra xe. Cái gì nghe, cảm ơn okay. Có Brian mới chúc cô với gia đình là sức khỏe cũng như là bình an vượt qua đại dịch này. Cảm ơn cô. Ok, bây giờ có thể là mình sẽ đi qua một chỗ khác nữa. Ok, chọc bên đó rồi đẩy qua bên thêm cũng được. Anywhere? Anywhere. Just okay. Throw it. Ok các bạn, thì hiện tại thì Brian đang có mặt ở nhà của Bi với lại Tú, là hai vợ chồng cũng donate cho bệnh viện mấy thùng găng tay đó. Bi có muốn nói gì không? Just hope everything will be back to normal again. Especially the hospital. That's you right. Know, shortage with the gloves and all that. Yeah. Just
want to give, donate for them, hopefully. That's awesome. You know? Yeah, we really appreciate that, what you're doing. Yeah, yeah, I think it's good. Anybody could do the same way too, you know, just have a helping and donate all they can. Yeah, all you have. Yeah, yes. It doesn't matter like a lot or just a little. It doesn't matter. Yeah, it. Yeah. Every little thing is counts okay. Anyway. Yeah. All right, thank you, các bạn. Nói chung là thank you. Bây giờ Bây còn vài thùng đúng không? Yes. You have two more boxes, right? More boxes. Okay. Yeah. Well, it's great that you're doing this, you know, for the hospital, man. Because I have nothing to do, so so I'm free right now. So everybody's free. Kind of boring, so. Yeah. So it ta is. Cảm ơn Bi rất là nhiều luôn, cũng như là Tú đúng không? Hai vợ chồng donate cái này. All right, thank you. Thank you, and, man. Air five. Yeah, take care. All right. Yeah, bye bye. Ngoài ra, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp 5 thùng găng tay của Nail Star. Chân thành cảm ơn Scott Auto Repair đã đóng góp 5 thùng găng tay. Cơ sở xăm lông mày Ken and Lena đã đóng góp 5 thùng găng tay. Hộp khẩu trang N95 từ Kate ở Atlanta đã gửi cho bạn Mario. Brand cũng nhận được những đóng góp của chị Hằng và chị Amy. Ok các bạn, thì những cái đoạn video clip vừa rồi là mình cũng cho các bạn xem một cái vài hình ảnh của những anh chị cô chú mà Brian đã đi nhận những cái quyên góp. Thì rất là cảm ơn những cô chú anh chị đã có một cái tấm lòng rất là nhiệt tình để ủng hộ cho các bệnh viện đang rất là thiếu thốn những cái thiết bị bảo hộ y tế ngay lúc này, đặc biệt là khẩu trang và găng tay. Có những cái anh chị đó khi mà mình tới mình nhận quyên góp đó, nhưng mà một số những anh chị đó thì rất là ngại xuất hiện ở trước ống kính, cho nên là mình chỉ là nhận hàng thôi. Còn một số anh chị với cô chú mà các bạn đã xem video clip á, thì mình nói chung là mình với Mario cũng thay mặt tất cả những người làm trong cái ngành y tế rất là cảm ơn những cô chú anh chị đã quyên góp những cái món hàng này dành cho bệnh viện. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia làm hai cái chuyến hàng đi. Thì cái chuyến đầu tiên á, mình sẽ đem cái chuyến này đến bệnh viện Northeast ở thành phố Gainesville. Chuyến hàng thứ hai thì mình sẽ đi đến trung tâm y tế của quận Gwinnett mà tại khu vực mình ở. Ok, còn bây giờ thì mời các bạn theo chân của Brian nha. View cách nhà Brian khoảng 40 phút lái xe. Thì các bạn nhìn phía đường phía trước á, thường thường á là cái đường này á lúc nào nó cũng đông á, đông dữ lắm, nhưng mà ngày hôm nay không có chiếc xe nào hết trơn á, chạy rất là thoải mái luôn. Bình thường á là tất cả những cái lane này đều có xe chạy hết luôn, nhìn rất là đông, còn ngày hôm nay là các bạn thấy không một chiếc xe nào hết ở đây. Bệnh viện Northeast Georgia Medical Center. Turn right into the parking lot, then arrive at your destination. Xe đẩy thank you.
Alright, you're very welcome. Ok các bạn, có lẽ là mình sẽ thêm một chuyến hàng nữa đến Gwinnett Medical Center. Hi Vicky, how are you? Come here, wait a minute. Hi, how are you doing? I'm pretty good, how are you? Good. Mask on the floor. These are gloves. Yeah, and some, just a couple of masks. Okay. Yeah. Thanks. Hold on, it's a little. So you order this online or something? No, I think people are donating, right, Brian? Yeah. 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 It's like we donated the first big batch already. This is like another batch. Wow. Mm-hmm. Very cool. Very kind of you guys. Oh, you. Very, I know. Yeah. Very hard work after all. I need this. Thank you, Brian. Alright, yeah. Night. Alright, yeah, thank you so much. Appreciate it. Thank you for your work. Do you need? I'll just look at the keys. Ủa, Vicky phụ đẩy vô hả? Hả? Ừ. Không, cầm vô và em vô. Okay. Okay, bye bye. Bye, see you then. Alright, you're welcome. Ok thì các bạn, thì đây là khu vực ER, khu vực emergency như là khu vực cấp cứu rồi đó. Thì các nhân viên ở trong bệnh viện vừa ra lấy rồi. Ok, thì mình cũng vừa hoàn thành xong cái nhiệm vụ ngày hôm nay, đúng như là đi quyên góp khẩu trang. Khẩu trang không còn nhiều, khẩu trang thì chỉ còn một số ít thôi, tại vì cũng không còn nhiều người còn khẩu trang nữa các bạn. Quan trọng là rất là nhiều găng tay, mình nhận rất nhiều găng tay. Nhưng mà dù sao thì của ít lòng nhiều, bao nhiêu thì cũng là cái điều quý giá hết các bạn, đặc biệt là trong cái thời điểm đại dịch này. Ok thì Brian cũng như là Mario xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú nào đã gửi những cái món quà tặng đồ này này. Thì đó là những cái tấm lòng đáng quý của cộng đồng người Việt dành cho những nhân viên y tế ở tuyến đầu để chống dịch. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái hành trình của Brian cũng như là Mario. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có được một cái sức khỏe là tốt, cũng như là để chúng ta có một cái tinh thần vững mạnh để vượt qua cái đại dịch này nha. Còn bây giờ thì Brian xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.